Thưa quý khán giả, hiện nay cả nước ta đang có những hoạt động ý nghĩa hướng về ngày lễ lớn của dân tộc 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Qua chung khí thế đó, các trường phổ thông ở thành phố Cần Thơ tổ chức nhiều hoạt động tham quan về nguồn ở các khu di tích lịch sử văn hóa. Hoạt động này nhằm giáo dục truyền thống, nâng cao tinh thần dân tộc cho thế hệ trẻ. Những bài học, những kinh nghiệm thực tế từ chuyến đi thực tế là nội dung được giới thiệu trong một sông nước ban mai sáng nay. Vui vẻ, hào hức là tâm trạng chung của tất cả học sinh trường trung học cơ sở thị trấn Thới Lai, huyện Thới Lai khi được tham gia hoạt động về nguồn tại đền thờ Châu Văn Liêm thuộc xã Thới Thạnh. Tại đây các em cùng tưởng nhớ người cán bộ cách mạng kiên trung của dân tộc, được tìm hiểu, học tập về cuộc đời sự nghiệp, những đóng góp và sự hy sinh của ông cho đất nước. Hàng năm vào các cái ngày lễ lớn của dân tộc Việt Nam thì trường thường tổ chức cho các em đến với các hoạt động về nguồn, các cái địa chỉ đỏ hay là việc thăm viếng các đền thờ liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng. Và đặc biệt là ngày hôm nay thì trường đã tổ chức cho các em học sinh lớp 7 đến thăm viếng đền thờ cụ Châu Văn Liêm, là một nhà cách mạng của dân tộc Việt Nam. Thì qua đó giáo dục cho các em về truyền thống, uống nước nhớ nguồn, biết trân trọng những cái thành quả, những cái giá trị lịch sử của thế hệ cha anh đi trước. Đi thì em cảm thấy rất là vui và thích thú khi được đi tham quan về đền thờ Châu Văn Liêm cùng các bạn. Thì em cũng rất là tự hào và được tìm hiểu về cái cuộc đời của ông đã có công đóng góp rất lớn đối với cái cuộc kháng chiến của nước ta. Em hứa sẽ học tập thật tốt và rèn luyện tốt để đóng góp cho quê hương đất nước. Trong những ngày này, cùng với các ngành các cấp với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực hướng tới kỷ niệm 30 tháng 4, 1 tháng 5, thì các trường ở thành phố Cần Thơ tăng cường tổ chức các hoạt động tham quan về nguồn, viếng các khu tưởng niệm để học sinh được trải nghiệm, được cung cấp thông tin thực tế, sống động về lịch sử và văn hóa. Em rất tự hào khi được học trong ngôi trường Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa, nơi mang tên vị danh nhân của đất Cần Thơ. Ông là một tấm gương sáng về lòng yêu nước, hương dân. Noi gương ông, em luôn cố gắng phấn đấu và tự nhủ rằng phải học tập hết mình để xứng đáng là học sinh của trường Trung học phổ thông Bùi Hữu Nghĩa. Chuyến đi này là em cảm thấy rất là vui và thích thú vì đã tìm hiểu được sâu sắc hơn về nhà cách mạng Châu Văn Liêm. Và sau đó thì em cũng muốn là trường của mình có thể tổ chức thêm nhiều hoạt động để tham quan các lịch sử của đất nước. Em mong muốn là trường có thể tổ chức thêm nhiều buổi tham quan các khu di tích lịch sử để cho chúng em có thể tìm hiểu về các lịch sử của đất nước. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để đóng góp cho quê hương đất nước ngày càng phát triển. Các hoạt động về nguồn, về giới các địa chỉ đỏ là dịp để thế hệ trẻ hôm nay học tập và phát huy truyền thống của dân tộc. Hơn ai hết, mỗi em đều cảm nhận ý nghĩa sâu sắc và ý thức bản thân, nêu cao tinh thần học tập, lao động sẵn sàng cống hiến, xây dựng quê hương, đất nước.